Long An đã chính thức đón những cơn mưa chuyển mùa, kèm theo đó là các hiện tượng gió mạnh, lốc xoáy ảnh hưởng đến sản xuất, các hoạt động dân sinh và tính mạng, tài sản của người dân. Hôm qua 5 tháng 5, các cơn mưa chuyển mùa được ghi nhận tại 8/15 huyện, thị xã, thành phố với lượng mưa phổ biến từ 0,5 đến 27mm. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, những ngày đầu tháng 5 này sẽ xuất hiện các cơn mưa chuyển mùa, xen kẽ những ngày tiếp theo không mưa, ngày nắng. Đến cuối tháng 5, đầu tháng 6, mùa mưa mới chính thức bắt đầu. Trong những tháng nóng ẩm, dông có thể xuất hiện nhiều và bất thường, lại hay kèm theo gió mạnh, sấm sét nên rất nguy hiểm cho tính mạng con người. Trong các bản tin mới đây của Trung tâm Khí tượng Thủy văn cũng đã cảnh báo rủi ro do thiên tai, lốc sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh ở cấp 1. Vì vậy, người dân cần chủ động phòng tránh với những ngôi nhà yếu phải dằn và neo mái để tránh tốc mái nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.